Thiên Ý mến chào quý khán thính giả của kênh HTD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine, khu vực Trung Đông nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine, khu vực Trung Đông và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Ukraine tung hỏa mù F-16 chưa tới, kế hoạch không kích đầu tiên của tiêm kích Mỹ đã được lập kế hoạch. Quân Nga đứng ngồi không yên. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị cho cuộc không kích đầu tiên từ máy bay chiến đấu đa năng F-16 đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao cho biết điều này trên sóng truyền hình Marathon Adeni Novovyi, Ông Kuleba nhấn mạnh, Vi chuẩn bị cho cuộc không kích đầu tiên sẽ được thực hiện bởi các máy bay F-16 trên không vận Ukraine vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch. Các phi công đang chuẩn bị, các kỹ sư đang chuẩn bị, cơ sở hạ tầng đang được chuẩn bị. Tất cả các quốc gia hứa cung cấp F-16 đều đang thực hiện đúng nghĩa vụ của họ. F-16 là tiêm kích chiếm ưu thế trên không của Mỹ mà Ukraine đã kêu gọi viện trợ kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược. Dự kiến, Kiev sẽ nhận được chúng trong năm nay. F-16 là loại máy bay chiến đấu phản lực đa năng đã tham gia hàng chục cuộc chiến và được hơn 20 quốc gia sử dụng. Đối với Ukraine, quốc gia sử dụng MiG-29 thời liên xô lớn nhất. F-16 là một bản nâng cấp cực kỳ ý nghĩa. Nó sẽ cải thiện khả năng của không quân Ukraine trong việc hỗ trợ lực lượng mặt đất và đánh chặn máy bay ném bom Nga trước khi chúng có thể tấn công các mục tiêu quân sự hoặc dân sự. Tháng 8 năm 2023, Washington bật đèn xanh để các đồng minh cung cấp F-16 cho Ukraine. Một tháng trước đó, 11 quốc gia đã thành lập liên minh máy bay chiến đấu để cung cấp máy bay và chuẩn bị cho Ukraine, cũng như các phi công của họ sử dụng chúng. Tới nay, có 14 nước tham gia vào liên minh do Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu. Số lượng chính xác sẽ được chuyển giao, vẫn chưa được xác định. Hà Lan và Đan Mạch sẽ cung cấp ít nhất 37 chiếc trong khi Na Uy và Mỹ cũng sẽ cam kết sẽ cung cấp. Thời gian chuyển giao sẽ bắt đầu từ năm 2024 đến năm 2025, cũng như trường hợp dự kiến hoàn thành các chương trình đào tạo thí điểm. Cấp tốc xây dựng nền móng Có 3 chương trình riêng biệt dành cho phi công ở các cấp độ khác nhau. Đầu tháng này, người phát ngôn không quân Ukraine, đại tá Yuri Nack, cho biết 6 phi công đầu tiên đã lái những chiếc F-16 ở Đan Mạch và sẽ sẵn sàng chiến đấu vào mùa xuân. Một khóa đào tạo khác ở Arizona của Mỹ, nơi các học viên dự kiến sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay. Nhóm ít kinh nghiệm nhất đang được đào tạo ở Anh, họ có thể chưa sẵn sàng cho đến năm 2025. Đồng thời, đội ngũ thợ kỹ thuật mặt đất của Ukraine cũng đang học cách bảo dưỡng máy bay. F16 yêu cầu phải có cơ sở hạ tầng hậu cần chuyên dụng. Ví dụ, chúng cần đường băng mượt mà hơn. Đây là một trong những thách thức lớn nhất bởi Ukraine sẽ làm cách nào để trải thảm lại bề mặt các đường băng mà không thu hút sự chú ý của Nga. Viktor Kaliyev, chuyên gia của Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, nói với Kiev Independent, các sân bay phải được bảo vệ khỏi các cuộc không kích. Điều đó có nghĩa là cần phải triển khai các hệ thống phòng không. Ông nói thêm, các đồng minh cũng nên cung cấp cho chúng tôi tên lửa không đối không để chiến đấu vì tên lửa của Liên Xô không phù hợp với máy bay này. Những vũ khí cùng với tất cả nhiên liệu dự trữ phải được cất giữ ở nơi an toàn và được bảo vệ cẩn thận. Đây là một quá trình khá dài. Mặc dù được coi là máy bay hiện đại, nhưng F-16 lần đầu tiên được đưa vào sản xuất vào cuối những năm 1970. Ukraine đang cố gắng thuyết phục đối tác lắp đặt hệ thống vũ khí và điện tử hàng không hiện đại hơn trên các máy bay mà nước này sẽ nhận được. Điều này sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất của chúng. Các máy bay vận lực sẽ cần rất nhiều phụ tùng thay thế. Tuy nhiên, về vấn đề này, chắc chắn Ukraine sẽ không phải lo lắng nhiều vì Mỹ đã cam kết cung cấp đầy đủ. Thời gian giao hàng dự kiến Lô máy bay đầu tiên có thể đến từ Hà Lan. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 cho biết chức phủ của ông đã bắt đầu chuẩn bị 18 máy bay chiến đấu. Một ngày sau đó, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hà Lan nói với NOS rằng số lượng có thể sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, không có thêm thông tin cập nhật kể từ đó. Đan Mạch đã cam kết cung cấp 6 máy bay vào cuối năm 2023, nhưng ngày giao hàng được cho là đã bị lùi lại 6 tháng. Copenhagen cho biết họ sẽ cung cấp tổng cộng 19 chiếc F-16. Các quan chức Đan Mạch và Hà Lan cho hay lịch giao hàng phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng và phi công của Ukraine cùng nhiều yếu tố khác. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã hứa sẽ cung cấp một số máy bay vào năm 2025. Theo đài truyền hình NRK của Na Uy, Na Uy có kế hoạch gửi từ 5 đến 10 F-16, nhưng tổng số lượng cũng như lịch giao hàng đều chưa được ấn định. Các chuyên gia nói với Kiev Independent rằng Ukraine có thể sẽ đưa ít nhất một số máy bay F-16 vào hoạt động vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè F-16 có xứng tầm người thay đổi cuộc chơi. Các chuyên gia cho rằng, F-16 sẽ mang lại cho Ukraine những khả năng quan trọng mà hiện tại nước này không có. Peter Layton, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu các quân chủng thống nhất hoàng gia và là cựu sĩ quan không quân hoàng gia Australia, cho biết với một số kế hoạch cẩn thận, tôi nghĩ có khả năng là ít nhất trong giai đoạn đầu, trước khi người Nga hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ukraine có thể bắn hạ máy bay quân sự của Nga bằng cách tung F-16 đến đúng nơi, đúng thời điểm. Ông Leighton nói rằng, tên lửa không đối không am ram có tầm bắn xa hơn vũ khí trang bị trên máy bay MiG-29 của Ukraine. Tuy nhiên, đây sẽ chỉ là một lợi thế chiến thuật trước khi người Nga thích nghi bằng cách kéo máy bay của họ lùi xa chiến tuyến chuyên gia Kepiak lưu ý rằng các máy bay chiến đấu của Ukraine và Nga ít tham gia không chiến trong năm qua vì cả hai bên đều đang cố gắng bảo toàn chúng. Máy bay Nga chủ yếu tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Theo Kali Rieko, chuyên gia cấp cao tại trung tâm Simpson, F-16 có thể bảo vệ không phận Ukraine, giảm áp lực lên lực lượng phòng không trên mặt đất. Chuyên gia Rieko nói rằng, với việc Nga nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine, có một mối nguy hiểm thực sự là các tổ hợp phòng không của Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa khi cố gắng đánh trả mọi loạt máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Nếu điều đó xảy ra, Nga có thể mặc định giành được ưu thế trên không trước Ukraine và họ sẽ có thể phát huy toàn bộ hỏa lực của lực lượng không quân trên chiến trường. Chuyên gia cho biết thêm, để tránh kết quả xấu, Ukraine cần phải chọn lọc hơn khi đánh trả các cuộc tấn công này của Nga hoặc cần bổ sung thêm tên lửa để ngăn chặn các cuộc tấn công này. F-16 có tiềm năng hữu ích trong vai trò này. Theo ông Layton, để tấn công, F-16 cũng có thể tập kích các mục tiêu trên mặt đất, giúp Ukraine mở đường và khu vực do Nga nắm giữ bằng cách thả bom có sức nổ mạnh. Mặc dù điều này sẽ không kéo dài vì loại máy bay này không thể mang được trọng tải bom lớn. Để tạo thuận lợi cho F-16 ghi bàn, Bà cho rằng Ukraine cần phải ngăn chặn hoặc phá hủy các tổ hợp phòng không của Nga như tên lửa S-400. Chuyên gia Greco nói, các phi công Ukraine lái F-16 được trang bị tên lửa chống bức xạ sẽ phải mạo hiểm hoạt động trong tầm bắn của S-400 để dụ các kiếp chiến đấu Nga phát xạ. Phạm vi tấn công của S-400 gần gấp 4 lần tầm bắn của tên lửa chống bức xạ HGM-88 khiến nó trở thành một nhiệm vụ vốn dĩ nguy hiểm và tổn thất F-16 của Ukraine có thể sẽ nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng được. Ngoài ra, tiêm kích Su-30SM, Su-35 và MiG-31 của Nga cũng là mối đe dọa đáng kể đối với F-16 của Ukraine. Moscow được cho là đã sẵn sàng ngân chiến với người thay đổi cuộc chơi F-16 khi không chỉ đánh giá các sân bay mà còn thử nghiệm chiến thuật mới, cho máy bay cảnh báo sớm chỉ huy trên không A-50 hoạt động tích cực để chỉ thị mục tiêu, dẫn đường cho tiêm kích và tên lửa phòng không đánh chặn các chiến đấu cơ Ukraine hoạt động ở cửa ly rất xa. Bình luận trên Newsquid, chuyên gia Friedrich Martin từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Dahe, Hà Lan, nhận định theo tôi, việc Nga triển khai A-50 là sự chuẩn bị có chủ ý của Nga cho sự xuất hiện của F-16 sắp tới Ông cho rằng, Nga dường như đang cố gắng tạo lợi thế tại cuộc chiến trên bầu trời bằng cách đẩy lực lượng không quân Ukraine lùi xa nhất có thể, đồng thời gây ra sự tiêu hao nhiều nhất có thể trước sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F16. Theo ông, Nga dường như hy vọng có thể tấn công F16 trên mặt đất và trên không ngay khi có thể, nên họ đã điều động A50 bay gần tiền tuyến hơn để tập dược chuẩn bị. Tháng 10 năm ngoái, Nga từng tuyên bố bắn rơi 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày. Ukraine cho đến nay chưa lên tiếng về con số này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.